Chào bạn, thì mình đang ở công trình của nhà máy thái của anh Tâm ở Long An. À, chào anh ba. Hiện tại thì công trình đang trong quá trình hoàn thiện. Sáng nay anh chạy xuống mà chạy xuống rồi nào? Nhìn đang xuống rồi sao? Xuống làm hoàn thiện đó nè. Đi giữa viên gạch đó em. Đi ở giữa viên gạch đó. Hiện tại thì đang trong quá trình hoàn thiện. Công trình này có diện tích là ngang 7 mét, dài 20 mét. Chào anh. Dạ. Nà, xuống rồi nào? Xuống rồi sáng. Dạ. Lên đẹp quá anh. Cái cửa sổ nghiên cứu giờ cũng gắn cái mấy cái cục chắn gió không được. Cái nào anh? Cái cửa bị sổ luôn, nhà bị sổ luôn. Đang sửa mà, xử lý mà. Bị gì anh Viễn? Sao bị gì? Không gắn được nè. Giờ sao? Nhà vệ sinh. Vệ sinh bàn giao rồi. Nhà bếp rồi. Cậu này ốm gạch tới trần luôn mà. Thì cái này cái này là cửa gỗ, gỗ này căm xe, gỗ căm xe trần còn cái này là một phòng ngủ, ngủ này có nhà vệ sinh riêng. Bên hông này là cửa nhôm sinh pha Việt Nam. Thì mình đi quay một vòng bên ngoài đi. Ngoài nhìn hấp dẫn hơn đó. Này là phòng thờ này. Nhà này có hai phòng ngủ. Đầu tư đèn chùm luôn á anh. Đẹp á. Hai đèn chùm. Ở đây đây có mà. Anh kêu nó làm thợ cho đá. Xong rồi đặt nó làm luôn cái sảnh luôn. Dạ. Yeah. Cột sơn da đá. Ừ. Tủ bếp à. Đoạn này là tam cấp bên ngoài nhà nè. Cái này là đá kim sa đen. Cái này là trụ sạch nó. Sơn giả đá, sơn cẩm thạch. Còn dưới này là ốp đá hoa cương.
Tam cấp này nó bao gồm đá đen và đá đá đỏ. Đỉnh đón này cũng là gỗ luôn. Ừ. Còn vị trí này là ốp ốp gạch đá. Đây. Bên hông nhà. Bên hông nhà thì cũng có chỉ phù điêu. Anh đi hướng này. Ở một số chỉ nhắn nhỏ. Nhà này được hoàn thiện là tổng chi phí hoàn thiện là 1.4 tỷ. Nhà cấp 4 máy thái. Nhà này đang ở Cần Giuộc, Long An. Chủ đầu tư là anh Cô Minh Tâm. Vị trí này là vị trí ốp gạch. Đó, gạch này để tạo điểm nhấn và mưa nó không bị tạt nước. Sẽ đi ra phần sau lưng nhà. Sau nhà này thì sẽ có một cái cửa ra phía sau. Một cái khu vực này là để rửa nấu nướng. Ngoài này có thể là một số vị trí sẽ cần ngoài này. Sau có một ao cá. Ao cá này, ao cá của trong vườn rồi, ao cá mấy ao cá kia, ao cá bên ngoài á. Long An. Cửa này cao dữ anh Viễn. Này có cái cầu thang leo lên nè. Trên này có bồn nước. Bồn nước ngàn lít và máy năng lượng mặt trời. Sau này sao đường nào cũng làm máy ra. Nếu không là máy tôn ra chứ, máy tôn chia lại chứ. Thôi chứ. Này là sảnh phụ nè. Đó, sảnh phụ. Vị trí này, vị trí sảnh phụ nè, cũng có một cái tam cấp và một cái cửa. Cái này sơn lửa, sơn 3D có bầu trời. Sơn này là sơn khung cảnh nè. Quay là quay điện thoại rồi. Quay điện thoại là mình để mình đăng những cái nhỏ. Đăng cái kênh nhỏ. Còn quay kia đăng kênh chính. Đang trong quá trình hoàn thiện. Tam cấp này cũng được lót gạch nè, gạch của sơn này đá hoa cương. Cột này cũng được sơn da đá luôn nè. Rất đẹp. Đá này nó sẽ không bị bong tróc, nói chung là nó rất cứng. Nó cứng như đá. Không bị rong rêu đâu. Cái này lau chùi rồi cũng rất là sạch. Giống như đá hoa cương luôn á. Mà không này mà. Về giá thì cột này sơn với đá nếu mà tính bình thường thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 5 triệu một cặp. 5 triệu một cặp cột này. Sơn 2 cây. Chưa, phù điêu là phù điêu của bên mình rồi. Này phù điêu rồi, phù điêu của bên mình. Tí nữa mình